Mất việc luôn đó. Ta tưởng mua một máy người người cho người tim, thế ra mới có 70 tim. Có Hồng Phúc ở đây không? Dạ, Hồng Phúc ở dưới. Hồng Phúc lên chị nói này xí. Thứ hai em nghĩ hả Phúc? À, mai em nghĩ đó. Nghĩ là mai đây đi. Ví dụ Liêm không? Liêm ý à? À đúng rồi đúng rồi. Thì mai em nghĩ đi. Mai nghĩ cũng được mà. Sao đó? Cũng đâu có cái gì. Chi mà hú hồn ghê đó. Người ta định hù chi. Quay nhỉ, hù ghê. Định nói đây à, thôi em làm hết tháng này em nghĩ chứ do về trường người cũng đông quá mà. Cái gì khác được không vậy? Thì nó thiệt mà. Đi Hà Giang Phúc. Cười ra nước mắt à. Năm ngày nghỉ chị không trừ, nhưng mà bỏ tiền ra đi, gia tao không có bao. Lấy đây nha.
Đi đi với chồng nha, mà đi Hà Giang thì chỉ đi với chồng thôi, không có đi với con nè. Như trên nó rừng núi rồi Đổ đường đây đâu rồi, xây sầm với lại nít hôm nay đi nó đi mệt lắm, đi chi nổi, đi đi chơi mà buồn sao nhiều nít lắm, hay là tội nó, thôi, thà đừng đi, tội cả mình, tội nó không mày thiệt đừng có đi, chị nói thiệt đi mà có con nít thôi dẹp cho rồi nhà cho nghỉ khỏe cho rồi, chị mà có con nít đi thì thôi chị về nhà sướng hơn, mệt mỏi lắm. Đi lo ăn à, uống không ăn không ngủ. còn cái thời gian mua rồi để mình chơi luôn á, mà không thì tội lắm, bên Nam đi mệt, mấy máy bay đồ lên xuống đồ cực ồn. Mai Phúc nghỉ đi, đi chơi ngày đi, nghỉ ngày đi, tại vì là ngày mai em cũng vắng nữa. Đi đông bằng mình thôi. Ừ, đúng rồi Ơi đó. vô thế. Đi đấy, đi chơi đi đồ đi. Đứa mọi nghỉ nè. Cho nghỉ luôn. Có đứa mọi nghỉ ha. Có ơn kèm theo sao? Đấy, chị bán cho tiền đi chơi. Cho tiền đi chơi. Này ta đứng hình rồi, không chặn đầu ghê quá. Ngày mai là còn ví dụ như quay là có Hiền, Trinh, con Hằng, à ngày mai ngày nấu ăn à, rồi đó đậu đi chứ, tại vì là đậu đi. Tâm chuyển qua nấu ăn rồi, ghê đó Tâm. Đảm đang Tâm. Cũng đam mê mà. Ủa, vậy sao? Mê lắm mà Tâm. Tâm gánh dùm ảnh đoàn này. À thì cái thôi cho mẹ ánh ra rìa cũng mẹ luôn đi. Mất ngủ tội quá. Thôi để em thứ bảy Không đi. mất ngủ cho ăn ốm chứ đằng rứa. Nhớ mặt như Mất con heo ngủ rồi. ngày đứng đau luôn rồi, không chịu khoái nữa. Gì ghê mày. Cho nghỉ việc là tỉnh ngang thì mai Tâm nấu em có phải mai Tâm đi chợ luôn. Ăn đơn giản à, ngày mai là ngày phụ nữ đúng không, thôi khỏi đi, khỏi nấu ăn đi. Khỏi nấu ăn thôi vậy có kèo gì nữa không, chỉ có quay xe thôi. Có quay xe kìa. À, Ly khỏi nấu ăn quay thì xe. đặt đồ về ăn thôi. Sao? Mo chị lo chưa chốc mà. Chị lo mới nói vui thôi. Thôi mai ngày à, mai ăn bánh cuốn mình đáng cuốn thịt heo cho nhanh gọn lại. Chưa được thầy à, thôi cho bà nấu đi, nấu chị lo nấu đi. Mai chị lo sẽ bỏ phong bì. Nhưng mà Phúc quay xe rồi. Sao chị đừng nói nữa. Nói chị lên quay cho xe. Những ly quay xe luôn đó. Chị quay là còn đóng mâm không mày quay giùm luôn. Ta sẽ bỏ phong bì từ 500k để xuống 50 thì đứa mua bóc hay xui. Rồi đó, Phúc quay xe rồi đó này. Ly là cái này hầu hầu về hầu hầu nè. Ly là bước 20 coi bông năng bị à, dư 50. Cái này mà không quay xe được. Đâu bị suy nghĩ. Đứa mà 50 là ta nó buồn luôn. Ly là đang cứng 20 bông. Mà 50 nhiều hơn ngay, tờ 500 một tờ duy nhất.
May mắn sẽ được với ai? Ừ, cái đấy cũng là một cái vui mà. Nó mới hầu hộp chứ. Sao chị có bóc không chị? Mà chị có bóc nhưng năm mà... năm nói chung là hay xui mà. Thế chị là nó bóc đúng 500. Không, ta bóc gì nó Mỹ. Ê, nhớ hồi tái chơi mà cười cười chảy nước mắt luôn á. Chơi thưởng chị cho chơi gì đó. À, Holoto, má cười cười dễ luôn á. Một ván 5 xị chứ. Bà Trang tạo lỗi vậy sợ khóc cuối bà ré mà cười cười chết luôn á. Bà khóc luôn á, gần khóc luôn á. À, Hiền nữa. Hiền gần khóc luôn. Vẫn vui vậy, chẳng vui. Nằm đang bị... Phúc quay sai đi Phúc. Lại bóc được 500 lần. Phúc bị thấy là thịt kín keo rồi mới nghĩ. Tại nhiên nghĩ... Thúi thúi nè, mới công là không có... Không mang đồng được. Cái này phải suy nghĩ lại. Ngày mai đứa muốn nghỉ nữa. Cho nghỉ hết. Đưa nghỉ cho nghỉ hết nè. Ta tự bỏ, ta tự bóc luôn. À, dư phong bì mua là chị Loan thu lại phong bì nữa nè. Nó thu lại phong bì 500 rồi mới vui á. Có phong bì không tiền nữa thì cho ra. Thôi chị. Nó đầu quá đó chị. 50 được đâu. 50 đủ đi làm sao được chứ. Người đau chân lên. Để không để nhục đúng không? Phong bì gây là chúc em 20 tháng 10 vui vẻ không bảo